Thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 đã khai mạc trọng thể tại Tòa nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào sáng nay. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, căn cứ quy định của Hiến pháp và pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 để xem xét quyết định những nội dung quan trọng. Quốc hội sẽ xem xét dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự án luật lớn, có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường của đất nước, có tác động sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời cũng là dự án luật rất khó và phức tạp. Dự án luật đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan chuẩn bị rất trách nhiệm, kỹ lưỡng, công phu, qua nhiều vòng, nhiều bước, đã được thảo luận cho ý kiến tại 3 kỳ họp của Quốc hội, 2 hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, 6 phiên họp chính thức của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và được chỉnh lý tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học và trên 12 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân. Sau kỳ họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại 2 phiên họp vào tháng 10 năm 2023 và tháng 1 năm 2024. Kỳ họp này, Quốc hội cũng xem xét cho ý kiến về dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, một số cơ chế chính sách đặc thù đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện nghị quyết về giám sát chuyên đề tại kỳ họp thứ 6, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng cấp thiết về tài chính ngân sách. Những nội dung được Quốc hội quyết định tại kỳ họp này có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2024 và cả nhiệm kỳ, mà còn có ý nghĩa căn cơ chiến lược lâu dài. Tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, chất lượng để kỳ họp hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình với sự thống nhất, đồng thuận cao. Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan tổ chức hữu quan với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện các dự thảo luật và dự thảo nghị quyết đạt chất lượng cao nhất để trình Quốc hội xem xét và quyết định. Trong phiên làm việc sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, sau đó thảo luận hội trường về một số nội dung mới hoặc còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật đất đai sửa đổi.